Và sau đây tôi xin được giới thiệu các vận động viên tới từ câu lạc bộ Hoop Dream. Number 1 Huỳnh Thanh Tâm. Number 8 William Trần. Number 13 Kim Well. Number 34 Hồ Duy Linh. Và về bên phía của Hồ Chí Minh City Wing, Number 2 Vincent Nguyễn. Number 7 Nguyễn Tuấn Vinh. Number 12 Trương Thái Nam. Number 16 Nguyễn Thanh Tú. Xin mời hai trọng tài tiến vào sân thi đấu và để ra đội trưởng Tông Đồng Tu giành quyền sân bóng. Cầm còi cho trận đấu này sẽ là ông Aaron Canet và ông Thái Hưng. Cả Vincent Nguyễn và Tim Will đều là những thủ lĩnh đã thể hiện được tầm ảnh hưởng của mình, trong khi Vincent Nguyễn dẫn dắt tập thể trẻ của Hồ Chí Minh City Wings có những trận đấu cực kỳ ấn tượng và cũng đã đi khá xa tại chặng VBA 3-3 tại Hà Nội. Thì Hoop Dreams trong ngày hôm qua thì quá trình giành vé đi tiếp của họ thực sự đáng ngả mũ, khi mà chấn thương của Đạt Đốc khiến cho đội bóng áo tím ngày hôm nay gần như chỉ có 3 người để đánh cả ngày suốt 3 trận. Với bóng rổ 3-3 thì như vậy thực sự là mà tra tấn thể lực. Ngay lập tức có steal của Vincent, bóng về tay của Thanh Tùng. Đây là Tuấn Vinh, không được. Một tình huống mất kết nối giữa Tuấn Vinh và Vincent. Vincent có một pha chạy cắt vào cổ chai, còn Thanh Tùng thì lại truyền ra góc 45 độ. Chưa thuộc bài. Tim Will. Tim Will post up rất khỏe và điểm được ghi cho Tim Will. Vincent lắc đi rất hay. Fake pass và đó là pha lên rổ bán nhãn của Vincent. Chưa được. Em chưa chính xác của William Trần. Cả hai đội đã nhanh chóng mở tài khoản. Đây là Thái Nam. Thái Nam dễ dàng có điểm khi mà đeo kèo anh dưới rổ chỉ là cầu thủ nhỏ con Thanh Tâm. Huỳnh Thanh Tâm. Bóng cho Tim Will. Tim Will và Thái Nam đã có thể xoay về rổ và điểm lại được ghi. Tim Will đang có cảm giác rổ rất tốt ở những phút đầu tiên. Đã có steal cho Huỳnh Thanh Tâm. Nhưng sau đó thì anh lại dính một turnover. Thanh Tâm cũng đã rời sân nhường chỗ cho Duy Linh. Duy Linh là cầu thủ như đã đề cập trong trận đấu đầu tiên. Anh tăng viện cho Hoop Dreams. Sau chấn thương của Đạt Đông thì Duy Linh đã gấp rút bay từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội ngay trong đêm để kịp góp mặt vòng đấu ngày hôm nay. Đã có lỗi của Võ Duy Linh, một trong những tài năng trẻ rất triển vọng. Mùa giải VBA năm ngoái thì anh cũng đã thi đấu cho Cần Thơ Catfish. Vincent Nguyễn đột phá thẳng vào trong và lay up nhẹ nhàng mang về hiệu quả tối đa. William Trần chưa được. Vẫn là những pha tranh bóng và bóng về tay của Vincent Nguyễn. Vincent Nguyễn và William Trần vẫn đang ngắm đĩa. Thái Nam. Thái Nam và Tim Will turn around và có pha fade away mang về điểm cho Thái Nam. 4-2 cho Hồ Chí Minh City Wings. William Trần, khoảng trống thuộc về Võ Duy Linh, cách end shot chưa được. Đường chuyền vừa rồi của William Trần hơi nhẹ và nhịp cách end shot của Duy Linh không thực sự thuận lợi. Anh đã phải ra hạ rất thấp trọng tâm để bắt bóng. Thanh Tùng đang có những cú ném rất hay trong ngày hôm nay. Tuấn Vinh rất khỏe. Thanh Tùng có rebound và cuối cùng là một điểm được tính cho Thanh Tùng. Hình trên sân lúc này của Hoop Dream có Huỳnh Thanh Tâm và Võ Duy Linh, những cầu thủ có thể hình bất lợi. William Trần. Bóng lại thuộc về số 8 của Hoop Dream. Lỗi rồi. Có pha phạm lỗi của Hồ Chí Minh City Wings. Lúc này thì Vincent Nguyễn cũng đang tạm thời ra ngoài để hồi lại thể lực. Vừa nói xong thì thủ lĩnh của anh Hai Lại Bàng đã trở lại sân. Có rebound, pha bốc rào tốt của Tuấn Vinh để Thái Nam lấy bóng. Như vậy đó là tình huống lỗi screen của Thái Nam. Có vẻ như đó tình huống moving screen. Duy
Linh đưa bóng cho Team Will. Team Will đang cố gắng khai thác khu vực cận rổ. Và lại là Team Will. 3 điểm đến lúc này của Hoopdream đều được ghi bởi Team Will. Rất bình tĩnh. Thanh Tùng chưa có 2 điểm. Một tình huống fake shot, side step và hit the two rất mượt về nhịp độ. Nhưng chưa thể có điểm cho số 16. William Trần. William Trần có hiệp trợ của Team Will. Thanh Tâm vẫn thả bóng vào cận rổ cho Team Will. Team Will lại spin thành công nhưng lần này thì chưa có điểm. Rebound đã thuộc về City Wings. Vincent Nguyễn. Vẫn là Vincent Nguyễn rất lăn léo. Và lỗi là của Team Will. Vincent Nguyễn vẫn luôn là một trong những nhạc trưởng hay nhất của bóng rổ Việt Nam. Thái Nam. Thái Nam đang bị đeo kèm bởi William Trần. Chưa có điểm. Trái bóng đã đổi ý. Cú ném airball của William Trần. Tình huống lắc rổ rất đáng tiếc trước đó, chưa thể mang về điểm số cho Thái Nam. Lúc này thì Cần Thơ Catfish vẫn đang chờ đợi đối thủ của mình. Trong các trận đấu của nội dung 3 đấu 3 thì nếu cầu thủ bị vượt dây giày, các trọng tài sẽ yêu cầu rời sân để chỉnh trang lại mọi thứ, tránh nhịp độ trận đấu bị gián đoạn quá lâu. Thanh Tùng không có điểm cho cú flutter của Thanh Tùng. Thanh Tâm kích ra cho Team Will. Team Will đẩy ra cho William Trần. William Trần đột vào trong, được chuyền cho Team Will. 3 điểm được ghi. Điểm được tính vào những giây cuối cùng của sau 5 tấn công. Thanh Tùng, Vĩnh Tâm đang kèm rất rát. Shot clock violation. 12 giây tấn công đã trôi qua mà không thể có tình huống dứt điểm của Hồ Chí Minh City Wings. Vẫn đang diễn ra xít sao, cách biệt một điểm sau khoảng hơn 3 phút bóng lăn, chưa có gì cả, mọi thứ vẫn đang ở phía trước. Có hiểm trợ của Team Will, không được. Bài chạy rất cơ bản, nhận hiểm trợ, lái vào trong Ryan Kick, nhưng đường chuyền của Thanh Tâm lại không đến được với William Trần. Tuấn Vinh, bóng cho Vincent. Vincent đưa bóng cho Tuấn Vinh, lại một nâu lúc phạt rất ảo diệu. Cú ném không có end one nhưng là hai cơ hội ném phạt dành cho số 16 của Hồ Chí Minh City Wings. Minh Thanh Tâm đã phạm lỗi với Thanh Tùng. Cú ném phạt rất chính xác, một điểm cho Thanh Tùng. Tỷ số được nâng lên là 6-4 cho Hồ Chí Minh City Wings. Lần này thì có một chút may mắn và vẫn là điểm. Team Will, một pha turnover khá vô duyên của Team Will. Tuấn Vinh ném, thiếu chút nữa thì có 2 điểm. Nỗ lực bất thành của Thanh Tùng. Thanh Tùng đã chơi rất tuyệt trong những phút vừa qua. Hồ Chí Minh City Wings đang có tín hiệu bứt lên với 3 điểm dẫn trước. William Trần và Vincent. Sức mạnh của William Trần đã được tận dụng. Thể hình rõ ràng là hoàn toàn vượt trội so với Vincent. Vẫn là Vincent giữ bóng rất khéo. Vincent và Team Will lắt léo. Vincent Nguyễn tuyệt vời. Một tình huống mà Vincent Nguyễn đã chiêu đãi thị giác của người xem. Duy Linh phanh shot đột vào kích ra và đoàn kích rất hay nhưng William Trần lại không thể tận dụng được. Rebound đã thuộc về Vincent. Vẫn là Vincent đang đối đầu với Duy Linh. Pha xoay người hay qua rồi. Khoảng trống dành cho Thanh Tùng. Wide open 45 độ nhưng đó là cú Evo. Một cơ hội rất thuận lợi nhưng có vẻ như Thanh Tùng đã xuống sức. Team Will
Anh Tùng đẩy ra cho Duy Linh, có khoảng trống cho Võ Duy Linh, và đó là điểm tính cho Võ Duy Linh. Tài năng trẻ của Hungrim đã mang về một điểm số rất quan trọng cho đội bóng áo tím. Cách biệt lại được kéo xuống chỉ còn một điểm mà thôi. Đường chuyền cho Duy Linh, Duy Linh đẩy ra Huỳnh Thanh Tâm, wide open chính diện, bóng đã leo ra ngoài. Nửa thời gian trôi qua và cả hai đội đều đang phòng ngự rất dát, cộng với việc các tay ném cũng chưa thể hot hand, điểm số đang khá thấp. Thái Nam ném ngay, hai điểm được tính cho Thái Nam. Nhịp giáp và ra tay rất ngọt của Thái Nam. Team Will lại là sức mạnh của Team Will. Những pha post move rất thuần thục và có rebound cộng thêm tình huống bù rổ điểm cho Team Will. Hai điểm cách biệt mà thôi, mọi thứ vẫn đang ở phía trước chúng ta. Thái Nam được truyền cho Tuấn Vinh, Tuấn Vinh bị đeo kè bởi William Trần. Như vậy đó là lỗi chạy bước mà phạm luật Chamberlain của số 7 bên phía Hồ Chí Minh City Wings. 6 ít phút nghỉ ngơi thì Vincent Nguyễn đã trở lại. Huỳnh Thanh Tâm và hãm phanh rất hay và khiến cho Vincent Nguyễn đo sân. Vẫn là Vincent, lời đáp trả đây, câu trả lời của Vincent, pha đảo tay lên rổ quá mỹ miều. Bóng đã thuộc về Hồ Chí Minh City Wings, có steal cho Thái Nam. Cú ném của Vincent chưa được, vẫn còn, đây là Thanh Tùng. Thanh Tùng không vội vàng, vẫn còn 8 giây. Thanh Tùng đối đầu cùng Team Quill. Team Quill phòng ngự rất quyết liệt nhưng đã phạm lỗi. Tình huống phạm lỗi của Team Quill và thời gian tấn công của Hồ Chí Minh City Wings sẽ trở lại là 12 giây. Thanh Tùng ném ngay, quá tốt, và hai điểm tính cho Thanh Tùng. 13-9, Team Quill khỏe hơn Tuấn Vinh, nhưng chỉ có một cơ hội ném phạt cho Cá Voi mà thôi. Lỗi chấp nhận được của Tuấn Vinh. Cả hai bên lúc này đang cùng nhau phạm 4 lỗi đồng đội. Trong tình huống này thì Tuấn Vinh có thể phạm lỗi còn hơn là để cho đối phương có một điểm miễn phí. Tuy vậy thì Team Quill vẫn tận dụng rất tốt cơ hội ở vạch ném phạt. Vincent Nguyễn được chuyền cho Thanh Tùng, góc không độ, chưa có điểm nhưng lại là Thanh Tùng. Thanh Tùng đẩy ra cho Vincent, Vincent chống chạy, không có hai điểm. Lần này người lấy được bóng là Team Will, William Trần. Những pha phòng ngự rất kinh nghiệm của Vincent Nguyễn. William Trần không thể qua được Vincent, nhưng trong tình huống ném khó thì anh lại thành công. Pha turnaround và fadeaway khó nhưng đạt điểm 10 của William Trần. Cách biệt được rút ngắn xuống còn 2 điểm cho Hungrim. Duy Linh thay game không? Chưa có thay game. Thanh Tùng cú ném ngay, airball mất rồi. William Trần cũng hỏng ăn. Bóng thuộc về Vincent. Thời gian còn lại là khoảng 3 phút. Vincent Nguyễn chưa được. Rebound của Thái Nam. Thái Nam làm gì đây? Cú ném, 3 điểm ghi cho Thái Nam. Ném ngay trước mặt của Team Will. Team Will đang muốn phục thù. Câu trả lời của Team Will đã không thành công khi mà pha dứt điểm cận rổ của anh lại đi ra ngoài. 4 điểm dẫn trước cho Hồ Chí Minh City Wings. Vì vậy thì bóng vẫn sẽ thuộc về cầu thủ Hungrim. Khi trọng tài xác định, một cầu thủ của City Wings đã đưa trái bóng ra ngoài. Bóng sẽ là William Trần. William Trần được truyền cho Team Will, không có hai, và bánh shot airball. Vincent có hiệp trợ của Tuấn Vinh. Vincent Nguyên vừa làm ảo thuật, ảo thuật từ Vincent Nguyên, một pha xử lý quá hay. Khả năng handle của Vincent Nguyên là vô cùng ảo diệu. Vừa rồi có lẽ chúng ta phải đợi quay chậm để thấy rõ hơn anh vừa làm gì. Chỉ biết là người đeo kèm của Hungrim đã bị bỏ lại phía sau. Trận
trận đấu phân hạng vẫn đang diễn ra cực kỳ quyết liệt và hấp dẫn. William Trần nỗ lực đột phá trước Thái Nam rất tốt nhưng lại không có điểm cho William Trần. Bóng đã về tay của Tuấn Bình, lúc này thì Vincent đang tạm nghỉ. Thanh Tùng chưa ném, rất tỉnh táo. Thái Nam đột phá, thả rổ. 3 điểm được ghi cho số 12 của Hồ Chí Minh City Quỳ. 17-12 rồi, họ đang tiến từng bước tới chiến thắng. William Trần, bóng lắc rổ ra ngoài. May mắn đã không đứng về phía số 8. Thanh Tùng phối hợp cùng Tuấn Vinh. Tuấn Vinh ném trung bình, chưa được. Một quyết định ra tay ở cự ly trung bình rất bất ngờ của Tuấn Vinh. Huỳnh Thanh Tâm thiếu tay rồi và kẹt bóng. Sau 2 ngày thi đấu thì cuối cùng chúng ta cũng đã được chứng kiến một tình huống phải nói là độc lạ VBA. Hồ Chí Minh City Wing hội ý. Họ đang dẫn trước 5 điểm khi trận đấu còn 1 phút 30 giây. Thái Nam, bóng về tay của số 12. Vincent đang xin bóng phía sau. Vincent Nguyễn đối đầu với Tim Will. Cú ném ngay, chưa được nhưng có rebound và pha chạy cắt. Điểm được ghi cho Vincent. Được phối hợp rất nhịp nhàng. Bóng đang trong tay Hoopdream. Và có tình huống phạm lỗi của Thái Nam. Hồ Chí Minh City Wing chỉ còn cách chiến thắng 3 điểm nữa mà thôi. 3 điểm nữa để họ chính thức ghi danh vào trận tranh hạng 5. Đối đầu cùng với Cần Thơ Catfish. Ebo thiếu tay của Huỳnh Thanh Tâm ở logo. Vincent Nguyễn và phòng ngự tốt của Team Will. Nhưng vẫn còn 8 giây cho đợt tấn công của Hồ Chí Minh City Wings. Vincent có hiểm trợ của Thái Nam, vẫn là Vincent Nguyễn. Fadeaway quá mẫu mực, thực sự là quá mẫu mực và đẳng cấp. Nhưng đây là tình huống đổi một lấy hai của William Trần. Hoopdream chưa bỏ cuộc, nhưng thời gian còn lại là rất ít, lợi thế lớn đang nghiêng về phía Hồ Chí Minh City Wings. Vẫn là Vincent, nhưng có block by Tim Will. Bất luận thắng thua thì phải nói tinh thần thi đấu của cả Hoopdream và Hồ Chí Minh City Wing là hai trong số những đội ấn tượng nhất ở giải năm nay. Cú ném của Vincent chưa có điểm số quyết định. Huỳnh Thanh Tâm gần như cú ném hai, không được rồi. Bóng đã thuộc về Vincent Nguyễn, không vội vàng. Pha spin rất hay nhưng anh đã để bóng trôi ra ngoài sân. Còn 19 giây và khoảng cách 5 điểm. Rất khó cho Hồ Chí Minh City Wings. Có rebound của Team Will. William Trần thử sức lại nào. Vẫn không thành công. Lại một trận đấu nữa mà Vincent Nguyễn và các đồng đội trẻ của mình chinh phục các khán giả tại thủ đô với một lối chơi rất bắt mắt, đánh đồng đều tập thể và cũng có một cá nhân chấm phá. Footwork rất hay của Vincent, đáng tiếc là pha layup lại đi ra ngoài. Không sao cả, anh cũng không có gì phải tiếc nuối vì Hồ Chí Minh City Wings vẫn giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 19-14 trước Hoopdream. Như vậy là Hồ Chí Minh City Wings sẽ có mặt ở trận tranh hạng 5, còn Hoopdream sẽ xuống chơi ở trận tranh hạng 7.